Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là Samsung Galaxy Z3 Prime đã có mặt tại Di động Cup.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy Z3 Prime lỗi hỏng, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Các lỗi liên quan phần mềm liên quan đến màn hình của Z3 Prime như rơi vỡ, hỏng lỗi màn hình không lên, khởi động lúc lên lúc không, chập chờn. Quý vị các bạn có thể mang máy qua các địa chỉ ở Di động Cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Hiện tại màn hình của Z3 Prime luôn có sẵn tại Di động Cao cấp .vn, do đó quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình của Z3 Prime đang tiến hành tại Di động Cao cấp .vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.